siêu thị trực tuyến Korea Shop 24 giờ và cũng đã có rất là nhiều năm kinh nghiệm chia sẻ các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Hàn Quốc. Câu hỏi là dùng sản phẩm nào để có thể chữa khỏi được căn bệnh cao huyết áp là câu hỏi mà gần đây rất là nhiều người quan tâm. Vâng, chính vì căn bệnh cao huyết áp là một trong những yếu tố nguy hiểm hàng đầu dẫn đến tai biến mạch máu não. Chính vì vậy, video ngày hôm nay, Nga sẽ chia sẻ đến bạn một sản phẩm mà đã được rất nhiều người mắc bệnh cao huyết áp điều trị và hồi phục được sức khỏe của mình. Đó chính là sản phẩm Ankunyu Hoàng Hoàn, hộp đỏ của hãng Quang Đông Hàn Quốc. Và với cái tác dụng rất là hiệu quả cho căn bệnh cao huyết áp, thì cái sản phẩm Ankunyu Hoàng Hoàn này đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của y học hiện đại. Với các thành phần được chiết xuất từ những thảo dược quý, có thể kể đến như là rễ cắt cánh, bồ hoàng, mạch môn hay là rễ hoàng cầm, là những thành phần mà có để giúp cho huyết áp của bạn điều hòa ổn định, thư giãn mạch máu và giảm căng thẳng. Theo các nhà nghiên cứu của Hàn Quốc đã thử nghiệm và theo dõi trên 5.000 người sử dụng sản phẩm Ankunyu Hoàng Hoàn hộp đỏ này trong thời gian 1 năm tương đương với khoảng 6 hộp, thì có thể nhận thấy rằng những người sử dụng sản phẩm này có huyết áp ổn định hơn, tim mạch ổn định hơn và không còn cái hiện tượng thổn thức bất an nữa. Và đối với những cái bệnh nhân mà đã bị tai biến mạch máu não, sau một thời gian sử dụng sản phẩm thì đã phục hồi được sức khỏe, phục hồi được ý thức và cải thiện được chức năng vận động một cách rõ rệt. Đó chính là cái lý do mà vì sao cái sản phẩm Ankunyu Hoàng Hoàn Hàn Quốc hộp đỏ này có thể điều trị được cho bạn căn bệnh huyết áp cao, để giúp cho bạn có được một cái sức khỏe như bạn mong muốn và tránh những cái hậu quả dẫn đến căn bệnh tai biến mạch máu não cực kỳ là nguy hiểm. Vâng, và cái sản phẩm này Nga đã có chọn bộ video chia sẻ rất kỹ về thông tin của sản phẩm Ankunyu Hoàng Hoàn có thể điều trị được thêm rất nhiều các bệnh khác nữa. Và nếu như bạn đang bị cao huyết áp hay bị một số các bệnh khác, các vấn đề khác về sức khỏe và đang mong muốn có được lại cái sức khỏe tốt hơn, thì bạn có thể truy cập vào trang Korea Shop 24 giờ và xem trọn bộ video mà Nga đã quay về sản phẩm. Bạn chỉ cần làm đúng với những gì mà Nga hướng dẫn thì Nga tin chắc rằng sau một tháng, sức khỏe của bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt và những căn bệnh, vấn đề mà bạn đang gặp phải sẽ được đẩy lùi. Và tất cả những sản phẩm mà Korea Shop phân phối là toàn bộ là sản phẩm chính hãng của những công ty, những nhà cung cấp hàng đầu mà Korea Shop làm việc cùng, để mang đến tay bạn những dòng sản phẩm tốt nhất giúp cho sức khỏe của bạn và giúp cho sức khỏe của người thân trong gia đình bạn. Sản phẩm viên Ankunyu Hoàng Hoàn hộp đỏ này cũng rất là sang trọng, và đây nó cũng sẽ là một cái món quà dành cái sự quan tâm của bạn đến những người thân yêu và giúp cho họ có được sức khỏe như họ mong muốn. Vâng, để biết thêm nhiều thông tin hơn nữa và có thể được nhận sự tư vấn trực tiếp từ chúng tôi thì bạn có thể truy cập vào trang web Korea Shop 24 giờ mà Nga để sẵn đường link dưới phần mô tả video này. Bạn hãy kích vào đó và liên hệ với chúng tôi qua phần chat online, hoặc có thể gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0979149256. Chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp để giúp bạn giải quyết được căn bệnh cao huyết áp một cách hiệu quả tại nhà. Vâng, và với cam kết là chỉ trả tiền khi nhận được đúng sản phẩm mà bạn đặt hàng. Và trong quá trình 7 ngày bạn sử dụng sản phẩm, bạn cảm thấy không hài lòng với chất lượng của sản phẩm thì chúng tôi cũng nhận đổi trả hàng và bạn không mất thêm bất kỳ một khoản chi phí nào. Và nếu như bạn phát hiện ra hàng của Korea Shop gửi tới bạn là hàng kém chất lượng thì chúng tôi sẽ cam kết bồi hoàn 100% giá trị sản phẩm. Nên bạn hoàn toàn yên tâm có thể đặt hàng tại Korea Shop, bởi với chúng tôi chất lượng là uy tín, chất lượng làm nên thương hiệu, nên tất cả những sản phẩm mà chúng tôi gửi đến bạn chỉ mong muốn bạn có được một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Đừng quên là gọi cho chúng tôi ngay sau khi xem xong video này, bởi vì bạn càng nhanh càng tốt điều trị được căn bệnh của mình thì bạn càng có được cuộc sống hạnh phúc như mình mong muốn. Đừng quên là gọi điện ngay cho chúng tôi sau khi xem xong video này, bởi tất cả những gì mà bạn đang gặp phải thì chúng tôi có thể giúp cho bạn giải quyết được toàn bộ những vấn đề đấy. Cảm ơn bạn đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.